Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Cộng hòa Đông Uruguay. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Đông Uruguay, sáng ngày 27 tháng 4, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng thống Luis Lacalle. Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng và vinh dự lần đầu tiên đến thăm chính thức Uruguay, cảm ơn phía Uruguay đã dành cho đoàn sự đón tiếp chu đáo, thân tình, trân trọng chuyển lời chào, thăm hỏi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Tổng thống Luis Lacalle. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu quan trọng mà chính phủ Uruguay đã đạt được trong thời gian qua, nhất là về phát triển kinh tế, ổn định xã hội và kiểm soát đại dịch COVID-19 đưa Uruguay trở thành một trong những nước có chất lượng sống cao tại Mỹ Latin. Đồng thời, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Uruguay ở khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Uruguay, trân trọng tình cảm đoàn kết và sự ủng hộ của nhân dân Uruguay dành cho nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc và giải phóng đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc phát triển đất nước ngày nay. Tổng thống Luis Lacalle bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu Việt Nam đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, qua đó góp phần ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, củng cố và tăng cường vị thế Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế, nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Uruguay của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Việt Nam tới Uruguay kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, ngày 11 tháng 8 năm 1993-2023. Tổng thống Uruguay đánh giá cao việc ta quyết tâm tăng cường quan hệ song phương hai nước thông qua tổ chức đoàn với nhiều lãnh đạo cấp cao của đảng, nhà nước, chính phủ và các tổ chức chính trị quan trọng của Việt Nam, cũng như chương trình làm việc thiết thực hiệu quả nhân dịp chuyên thăm này của đoàn. Bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường gắn kết, thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các bộ ngành, giao lưu nhân dân nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, khẳng định Uruguay ủng hộ chủ nghĩa đa phương và sẵn sàng mở rộng quan hệ với các đối tác bên ngoài khu vực, nhằm đa dạng hóa các quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư, đồng thời khẳng định Uruguay sẵn sàng làm cửa ngõ để Việt Nam cũng như ASEAN tiếp cận với khu vực Nam Mỹ và khối thị trường Trung Nam Mỹ (MERCOSUR) trong các hoạt động kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp hai bên. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông báo các nội dung trao đổi tại cuộc hội đàm đồng chủ trì cùng ngày với Chủ tịch Thượng viện Phó Tổng thống và Chủ tịch Hạ viện Uruguay. Theo đó, hai bên đã có các cuộc trao đổi thực chất về các lĩnh vực hợp tác song phương như kinh tế thương mại, đầu tư, văn hóa giáo dục, khoa học và công nghệ, hợp tác nghị viện. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Uruguay tiếp tục có tiếng nói ủng hộ thúc đẩy sớm hoàn tất quá trình tham vấn nội bộ giữa các thành viên MERCOSUR và cùng Việt Nam tuyên bố khởi động đàm phán Hiệp định Tự do Thương mại Việt Nam MERCOSUR, nhằm mở rộng và nâng cao hơn nữa trao đổi thương mại song phương tương xứng với mức độ quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng khi mối quan hệ Việt Nam-Uruguay tiếp tục phát triển tích cực, các cơ chế hợp tác được duy trì hiệu quả. Hai bên duy trì phối hợp trao đổi chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và tổ chức đa phương quan trọng toàn cầu, nhất là tại Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới, OMC, Diễn đàn Hợp tác Đông Á, Mỹ Latin, FEALAC, nhất trí cùng bảo vệ các nguyên tắc và giá trị của chủ nghĩa đa phương trong bối cảnh thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường và hệ quả do tác động của đại dịch COVID-19 cũng như xung đột địa chính trị, vũ trang tại một số khu vực trên thế giới. Tổng thống Luis Lacalle bày tỏ mong muốn Việt Nam có tiếng nói ủng hộ Uruguay gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP. Việc Uruguay cùng ba nước thành viên MERCOSUR ứng cử tổ chức giải vô địch bóng đá thế giới, World Cup, năm 2030 và sớm mở trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Montevideo, Uruguay. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chuyển lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Tổng thống Uruguay Luis Lacalle thực hiện chuyến thăm tới Việt Nam. Tổng thống Uruguay bày tỏ mong muốn sẽ sớm thăm Việt Nam và đề nghị hai bên thu xếp chuyến thăm qua kênh ngoại giao. Tiếp theo cuộc gặp với Tổng thống Uruguay Luis Lacalle,
Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã tiếp quyền Bộ trưởng Ngoại giao Uruguay Nicolás Albertoni tại trụ sở Bộ Ngoại giao Uruguay.